Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón doanh nghiệp Hàn Quốc. Huyện Văn Giang tập trung giải phóng mặt bằng, di chuyển các phần mộ. Xã Đông Kết, 13 thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Người cao tuổi gia đình cao yêu nghệ thuật chèo. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đào Hùng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh bối cảnh của năm 2024 là năm chuẩn bị cho đại hội các cấp, thực hiện tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Do đó, công tác phối hợp phải hết sức cân nhắc để vừa đạt được yêu cầu mục tiêu giám sát, vừa đỡ ảnh hưởng đến địa phương cơ sở. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ một số trọng điểm trong hoạt động giám sát của năm 2024 là tập trung cao độ cho dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung các nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri. Đối với các hình thức giám sát khác, tiếp tục nghiên cứu phương thức tiến hành chất vấn tại các kỳ họp và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát, chú trọng tăng cường giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của đại biểu Quốc hội. Năm 2024, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề và 4 phiên chất vấn. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khu dân cư Đan Kim, xã Lê Nghĩa, huyện Văn Giang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân và đón bằng công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Dự ngày hội có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, được ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong khu dân cư thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ước thu năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 82 triệu đồng một người trên năm và đạt 569 triệu đồng một hecta canh tác. Thôn không còn hộ nghèo, số hộ giàu ngày càng tăng. Trong những năm qua, thôn tiếp nhận 5 dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn trong làng ngoài đồng, cải tạo chỉnh trang nhà văn hóa thôn, tổng vốn đầu tư trên 33 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn vận động nhân dân và con em quê hương cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi. Sáng nay, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tới dự và trao huân chương của Chủ tịch nước cho nhà trường có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật được thành lập từ tháng 8 năm 1992 với tên gọi là Trường Phổ thông Năng khiếu Châu Giang. Đến tháng 10 năm 1997, trường được đổi tên thành Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật. Phát huy truyền thống với bề dày lịch sử 31 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong công tác dạy và học. Tỷ lệ học sinh giỏi trong nhà trường hàng năm đạt 90%. Nhà trường đã bồi dưỡng được hàng ngàn em học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ học sinh khối lớp 9 tham gia thi vào lớp 10 trung học phổ thông luôn đỗ ở mức cao. Nhiều em thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông chuyên của các trường đại học nổi tiếng và trường trung học phổ thông chuyên của tỉnh. Với những kết quả đạt được, nhà trường nhiều năm liền được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ, ghi nhận những kết quả mà nhà trường đã đạt được, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho nhà trường. Đây là động lực to lớn để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục hiện nay, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của nhà giáo, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, các thế hệ học sinh tiếp tục không ngừng phấn đấu trau dồi kiến thức, vững vàng trên chặng đường thành công. Có một người thầy tốt sẽ có nhiều thế hệ học trò tốt, là câu nói về vai trò, tầm quan trọng của người thầy. Vai trò của thầy cô giáo càng trở nên quan trọng khi mọi mặt, mọi lĩnh vực của cuộc sống đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Vậy dạy và học thời kỳ chuyển đổi số sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào học tiếp 2, cũng vẫn là thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng. Và chúng ta sẽ tổ chức một cái hội trại chủ yếu xoay quanh cái việc là các em sử dụng cái đồng tiền.
Hào hứng, thích thú chính là không khí thường thấy trong tiết học toán tại trường tiểu học Bần Yên Nhân số 1, thị xã Mỹ Hào. Đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động sáng tạo được cô giáo Lê Thị Tuyên khéo léo lồng ghép vào bài giảng của mình, thu hút sự tham gia nhiệt tình của học sinh, giúp các em hiểu bài nhanh và sâu hơn. Và sau tiết học này em cảm thấy rất là vui khi được làm như thế, có thể dễ nhớ bài hơn. Mỗi tiết học của cô đều dạy một cách khác nhau và rất là hay. Em cảm thấy rất háo hức khi đến những tiết học của cô. Khi một tiết dạy xong mà học sinh cảm thấy mặt mũi rất là phấn khởi, mình cảm thấy là học sinh tiếp thu được tất cả những cái gì mà giáo viên cần truyền đạt, thậm chí còn nhiều hơn. Còn đối với môn tiếng Anh thì cô giáo Lê Thị Minh Thảo lại chọn phương pháp dạy phá cách. Đó là thay vì giáo viên đứng giảng bài, học sinh ghi chép theo khuôn mẫu thì cô gần như giao toàn quyền cho học sinh. Các em làm chủ bục giảng, còn cô là một giám khảo, ngồi lắng nghe học trò, thể hiện và đưa ra nhận xét. Chính cách dạy sáng tạo này đã rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò. Khi tham gia những hoạt động đó, chúng con cảm thấy rất là vui. Chúng con thấy là hiểu bài hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy giúp cho tôi và học sinh dễ dàng tiếp cận với thế giới hiện đại. Chất lượng của bài giảng cũng được nâng cao. Không chỉ cán bộ giảng viên mà ban giám hiệu trường tiểu học Bần Yên Nhân số 1 cũng rất tích cực chuyển mình trong thời đại số. Vì vậy, mặc dù là một trường đông học sinh, nhưng ngày nào cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung, hiệu trưởng trường cũng kiểm soát được việc lên lớp, chuẩn bị bài giảng của đồng nghiệp, nắm bắt được việc học tập của học sinh. Tình cảm giữa cô và trò xích lại gần nhau hơn, tất cả cũng như là cùng tham gia học vừa chơi, cho nên là các cái tiết học của các cô giáo thì học sinh rất là hào hứng, phấn khởi. Như vậy, vai trò của người giáo viên thời đại 4.0 không chỉ đơn thuần trao tri thức mà còn phải trở thành người định hướng, khai mở tiềm năng cho học sinh. Hưng Yên chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón doanh nghiệp Hàn Quốc. Đó là cam kết của lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong Diễn đàn Kinh tế Hợp tác Khu công nghiệp với Hàn Quốc vừa diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh trong việc thu hút các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc tới tìm hiểu các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Hưng Yên, đặc biệt là để mạnh việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mặt bằng tiếp nhận các dự án đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp đến từ 22 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc có 58 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 605 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai về số dự án đầu tư và thứ ba về tổng vốn đầu tư đăng ký trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào trong các khu công nghiệp. Trong đó có 45 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 9.500 lao động. Trong đó, khu công nghiệp sạch với diện tích trên 143 hectare do Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc LH làm chủ đầu tư. Để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, huyện Văn Giang có tổng số gần 2.400 ngôi mộ cần di chuyển. Hiện các địa phương nơi dự án đi qua đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển các phần mộ. Đến nay, huyện Văn Giang đã phê duyệt phương án và chi trả đối với đất nghĩa trang của xã Thăng Lợi với diện tích trên 4.700 m2 và trên 200 ngôi mộ với số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Hiện xã Thăng Lợi đã thực hiện xong việc xây bể mộ và giải hạ xong 219 ngôi mộ cần di chuyển, bốc thăm nhận vị trí và di chuyển từ ngày 7 tháng 11 năm 2023. Đối với nghĩa trang thôn Vĩnh Bảo, thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tại khu mở rộng với 73 hộ, diện tích 1,75 ha và đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý với số tiền trên 10 tỷ đồng. Đối với nghĩa trang thôn Hoàng Trạch, xã Mỹ Sở đã phê duyệt dự án, dự thảo thông báo thu hồi đất sẽ đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để có mặt bằng di chuyển mộ đúng tiến độ. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến tỉnh Hưng Yên trong công tác tái định cư để giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 là nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thực hiện quan điểm chỉ đạo này, huyện Văn Lâm đang tích cực triển khai 4 khu tái định cư cho người dân có đất ở phải nhường cho dự án với nhiều yếu tố vượt trội hơn so với khu dân cư hiện hữu. Vậy những nơi ở mới này tốt hơn nơi ở cũ ở điểm nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Điểm đáng chú ý đầu tiên là cả 4 khu tái định cư thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, Đông Thôn Hoàng, Tây Thôn Hoàng và thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo đều được xây dựng theo cấp độ đô thị để phù hợp với mục tiêu đến năm 2025, khu vực trung tâm huyện Văn Lâm bao gồm cả xã Lạc Hồng và Lạc Đạo đạt tiêu chí đô thị loại 3.
Tất cả các khu đều có tỷ lệ đất để làm nhà ở chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại là đất xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, có khu vực cây xanh, không gian công cộng, bãi đỗ xe. Trong đó, khu dân cư thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng có diện tích lớn nhất với gần 7,5 hectare được thiết kế như một khu đô thị thu nhỏ. Thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng nằm trong Hưng Yên. Từ những năm xây dựng ban đầu, những năm 60, thì người dân đã cùng với cả chính quyền xây dựng hệ thống mạng lưới đường ô cờ có mặt cắt ngang đường và khoảng 6 mét. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tham khảo và đã mở rộng mặt cắt đường là tối thiểu là 7,5 mét và vỉa hè tối thiểu là 3,5 mét. Và các cái tuyến đường bao gồm được liên kết chặt chẽ với cả các tuyến đường đô thị mới cũng như là liên kết chặt chẽ với các cái tuyến đường hiện tại. Ngoài cái việc hạ tầng kỹ thuật ra thì hạ tầng xã hội sẽ được chú trọng. Thứ nhất là xây dựng khu nhà văn hóa cộng cây xanh thể thao nằm giữa trung tâm của khu đất. Thứ hai là xây dựng các bãi đỗ xe theo quy định và định hướng mới của tỉnh Hưng Yên. Một điểm rất mới là hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư thôn Minh Hải có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt vào hai khu vực xử lý tập trung với công suất 400 mét khối ngày đêm, phù hợp với đề án xây dựng các khu xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư vừa mới được tỉnh Hưng Yên ban hành. Về sự kết nối, khu dân cư thôn Minh Hải có 3 đặc điểm. Một là kết nối với khu dân cư hiện hữu để người dân thuận tiện những việc trong họ ngoài làng. Hai là được đầu tư một tuyến đường dài khoảng 1,2 km kết nối từ quốc lộ 5 vào khu dân cư để thuận lợi cho việc đi lại. Ba là khu dân cư này tiếp giáp với khu vực phát triển dịch vụ đô thị liền kề đã được quy hoạch. Vì vậy, có thể nói đây là vị trí đắc địa đảm bảo sinh kế cho người dân theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ. Bố trí quy hoạch vị trí tái định cư bao xung quanh khu vực đó là đã là quy hoạch khu đô thị của xã Đình Dù và xã Hồng, kết nối giao thông đồng bộ theo tiêu chí giao thông đô thị để đảm bảo đời sống, cái hạ tầng kỹ thuật của nhân dân ở nơi ở mới nó tốt hơn nơi ở cũ. Các khu tái định cư Đông và Tây thôn Hoàng, thôn Xanh Tý ở xã Lạc Đảo có quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đảm bảo hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, có không gian chung rộng rãi, có tính kết nối cao với khu vực xung quanh và thực sự là những khu dân cư đáng sống theo tiêu chí đô thị hơn hẳn nhiều khu dân cư mới. Khu giãn dân đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua. Đây sẽ là nơi ở mới cho 233 hộ dân có đất ở của huyện Văn Lâm và nhường đất cho dự án đường vành đai 4. Thưa quý vị, bên cạnh những sản phẩm truyền thống được sản xuất từ Đông Trùng Hạ Thảo, vừa qua, Hợp tác xã Phúc Thành An ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã đưa sản phẩm mới trà gạo lứt Đông Trùng Hạ Thảo kết hợp đậu đen vào sản xuất, tiêu thụ, đã được Bưu điện thành phố Hà Nội ký hợp đồng bán tại các thị trường lớn trong cả nước. Theo đó, hợp đồng đầu tiên đã và đang được Hợp tác xã Phúc Thành An bắt tay sản xuất hàng loạt với lô sản phẩm đầu tiên gồm 36.000 sản phẩm là trà gạo lứt Đông Trùng Hạ Thảo kết hợp đậu đen xanh lòng. Hiện tại Hợp tác xã là ký sản phẩm với tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An, thì tập đoàn dược phẩm thì đang ký được với bên bưu điện giao 1.800 điểm bưu điện ở thành phố Hà Nội. Đấy thì Hợp tác xã đang cố gắng để có nghĩa là hoàn thành được cái đơn hàng cung cấp cho bên tập đoàn, bên bưu điện. Chất lượng các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng 2 lần bằng khen về ứng dụng khoa học kỹ thuật và góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới. Với sản phẩm mới này, đáp ứng yêu cầu mát gan, bổ dưỡng nhằm cung cấp ra thị trường dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay, Hợp tác xã Phúc Thành An đã và đang là đơn vị tiên phong trong đổi mới và linh hoạt trong thị trường ngày càng đòi hỏi sản phẩm chất lượng. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tổ chức hội thảo hướng dẫn phân biệt hàng thật hàng giả năm 2023. Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kiểm tra 619 vụ, xử lý 214 vụ, trong đó xử lý 1 vụ vi phạm hàng giả, 28 vụ vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Số tiền thu nộp ngân sách gần 680 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 650 triệu đồng. Tại hội thảo, lực lượng quản lý thị trường tỉnh, đại diện Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được các chuyên gia giới thiệu khái quát các nhãn hàng nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam cùng các sản phẩm hay bị giả mạo nhãn hiệu trên thị trường, đặc điểm nhận diện hàng thật hàng giả,
cách nhận diện sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm chính hãng. Hội nghị đã thảo luận, đã trao đổi trực tiếp những khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm. Thông qua hội thảo, công chức Cục Quản lý Thị trường tỉnh, các ngành liên quan tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, hỗ trợ cho công tác kiểm tra, phát hiện hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Thời gian qua, xã Đông Kết luôn làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo tuyển người nào, chắc người đó, góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Đây cũng là đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyển quân của huyện Khoái Châu. Cũng như nhiều năm trước, công tác tuyển quân của địa phương gặp không ít khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của xã thường xuyên đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng ngày càng nhiều. Trước tình hình đó, địa phương luôn chú trọng tuyên truyền giúp các thanh niên và gia đình hiểu rõ về luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách quyền lợi của thanh niên trong và sau thời gian nhập ngũ. Thông qua đó, giúp thanh niên thấy được trách nhiệm nghĩa vụ của mình, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, địa phương đã tuyên truyền vận động được 13 công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Tiêu biểu đó là các em Đỗ Thế Đại, sinh năm 2004, bảo lưu kết quả đại học. Em Nguyễn Quang Tình, sinh năm 2001, vừa tốt nghiệp trường Học viện Tài chính. Với những kinh nghiệm tuyển quân từ nhiều năm trước, xã Đông Kết tiếp tục tuyển chọn các thanh niên có chất lượng cao nhất, bảo đảm kết quả ổn định vững chắc, phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024. Tập trung cho mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhiều thôn xã trên địa bàn huyện Kim Động đã phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Cử, thôn Đỉnh Cao, là một trong những người đầu tiên thành lập ra câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi. Ông đã vận động mọi người cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Ngoài hướng dẫn, truyền tải làn điệu chèo cho các thành viên, ông còn sáng tác và đạo diễn nhiều chương trình phục vụ các sự kiện tại địa phương và hội diễn liên hoan nghệ thuật truyền thống các cấp. Ở các tuổi ngoài 90, nhưng ông vẫn luôn dành tình yêu cho hát chèo. Tôi vẫn nhắc các em đây này. Làm sao bây giờ tôi già rồi, mắt tôi kém, các em phải duy trì truyền thống, hát và đào tạo làm sao cho lớp trẻ tiếp tục thì phong trào nó mới bền lâu được. Từ năm 1920 đến nay ta duy trì được thì bản thân chúng ta là cái người bây giờ sống ở xã hội này đầy đủ văn minh thì phải cố gắng tạo điều kiện để đưa hát chèo vào các lớp học để đền ơn đáp nghĩa của những người xa xưa còn để lại. Câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi xã Đỉnh Cao được thành lập từ hơn 20 năm nay. Đây là nơi hội tụ của những người có chung tình yêu với hát chèo. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên được giao lưu, học hỏi, cháy hết mình với nghệ thuật chèo. Câu lạc bộ có trên 30 thành viên tham gia sinh hoạt là những người có độ tuổi từ 55 đến ngoài 80 tuổi. Ngoài các hoạt động sinh hoạt thường kỳ thì câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các buổi tập luyện, giao lưu cũng như tham gia biểu diễn tại các sự kiện của địa phương cũng như các hội diễn. 17-18 tuổi là tôi đã đi theo cụ là được học, cụ là dạy đến bây giờ. Là tức là cái lòng đam mê của tôi mà cũng là cái để phong trào của địa phương được mỗi ngày một đi lên. Tất cả chị em vào đã sinh hoạt thì ai cũng rất là say mê và giữ được cái môn nghệ thuật chèo truyền thống mãi mãi. Và tôi cũng mong rằng cái câu lạc bộ nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương Đỉnh Cao sẽ luôn luôn phát triển. Câu lạc bộ chèo của hội người cao tuổi thôn Đỉnh Cao rất là phát triển rất là mạnh, cũng là một trong những cái câu lạc bộ rất là góp nhiều về cái nhân tố cho câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của huyện Phù Cừ, xây dựng cái phong trào chung của huyện Phù Cừ. Câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi xã Đỉnh Cao không những giúp cho đời sống tinh thần của bà con nhân dân địa phương trở nên phong phú hơn mà còn lan tỏa tình yêu nghệ thuật hát chèo tới đông đảo người dân, từ đó góp phần gìn giữ và phát huy được bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.